Đã cực kỳ luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với ít tinh sâu, ăn uống và trải nghiệm. Hãy xem món ăn ngày hôm nay là gì. Rồi đây mình đang có một cái này, số ơi đồ lắm rồi mới làm lại series review của nút là mì. Hôm nay thì mình sẽ có một cái mì của Pando Fanenyum. Nó có tên là Jajangmen, Jajang Noob, Lucid, à cái gì, cái tên khó đọc vãi trường. Like cả tiếng Anh, tiếng Pháp, cả tiếng Nhật. Chúng ta hãy xem qua một chút về cái sản phẩm này. Jajangmen thì theo mình biết thì nó là một loại mì kiểu sốt tương đen kiểu Hàn Quốc. Đây chắc là một cái mì của Hàn Quốc. Rồi, ở đây thì nó có ghi một cái thông số khá là rõ ràng là sử dụng trước ngày 18 tháng 5 năm 2020. Như vậy còn khoảng một năm nữa. Ở đây có một chút tiếng Hàn hay tiếng gì cũng không rõ được. Đồ án này có trọng lượng là 200g, khoảng 2 lạng. Đây nó có khá nhiều các cái tiếng, đây chắc là tiếng Hàn các bạn. Serving size. Rồi. Đằng sau thì chúng ta sẽ có gì nào? Ở đây có một cái tem nhập khẩu. Ở cái sản phẩm này thì tất nhiên là của nước ngoài rồi. Nhưng mà nhập về Việt Nam thì nó sẽ có một cái tem thường là các bạn sẽ thấy một cái tem nhập khẩu này. Nó ghi rất rõ kiểu như là phụ đề cho chúng ta về bản tiếng Việt. Đây là mì Jajangmen, gồm có thành phần là bột mì, tinh bột khoai tây, muối, hành, gôm gua. Mình không biết gôm gua là cái gì. Riboflavin, nước sốt thì có hành, nước, tương đen, dầu, hạt cải, bắp, khoai tây nói chung. Cách sử dụng thì cho vắt mì và nước sôi luộc trong 5 phút, chắt hết nước. Ở đây lấy 2 đến 3 tiếng trong bát, thêm nước sốt và vắt. Rồi, như vậy cái cách hướng dẫn này thì chúng ta có thể hiểu đây là một gói mì trộn các bạn. Mì trộn, luộc lên, chắt nước và dùng cái sốt đó để trộn vào. Xem cái xuất xứ của nó đâu. Xuất xứ là từ Hàn Quốc các bạn này. Được nhập khẩu với công ty Pando Vina. Như vậy Pando chính là cái công ty nhập khẩu về. Bên này thì nó có một chút cái thành phần của nó nữa, nhưng mà toàn bằng tiếng Anh thôi. Cái gói này thì nó cũng khá là đắt đỏ các bạn. Một cái gói này thì mình xem nào. Mì trộn của Jajangmen thì giá là khoảng 24.000. Và các bạn có thể mua được chuỗi siêu thị của Big C nha. Mua đây trong Big C. Giờ mình sẽ cắt ra xem bên trong nó có những cái gia vị gì. Rồi, sẽ cắt ra nhá. Có khá là to các bạn, còn găng tay. Ăn một gói này chắc là cũng no oải. Xem là có cái gì nào. Ừ. Có mì từ Hàn Quốc các bạn. Úi xù. Bạn như vắt mì. To và đều tăm tắp như là tóc của Gulit rồi vậy. Sợi rất là to các bạn. Bánh vuông và nặng nhất chính là cái gói nước sốt của nó. Đây, nguyên một gói nước sốt to hoạch luôn. Chà, gói sốt này coi như là gần hết, nặng hơn cả cái bát mì các bạn. Cái bát mì khá là nhẹ nhưng mà cái sốt này nặng này. Hết rồi, bây giờ mình sẽ phải là đi trần mì, sau đó mình sẽ cho sốt này vào, có vẻ là cái sốt này ngon này. Rồi mình sẽ luộc nước để chuẩn mì nhá. Rồi nước sôi các bạn. Úi xùi ui. Rồi mình sẽ thả mì ra nhá. Mì ra sang men. Đây mình sẽ chần trong vòng khoảng 5 phút như đúng hướng dẫn để cho mì nó mềm ra. Cái này chúng ta ăn mì trộn mà nên sẽ phải cần mềm. Mình chân khoảng 3 phút để kiểm tra xem này. Sợi mì nó khá là dai các bạn. Chắc là mình sẽ phải luộc lâu lâu một chút. Còn khá là cứng rồi. Rồi sau khoảng 5 phút rồi các bạn. Đừng luộc nhuyễn quá, ăn nó sẽ rất là nát.
Trước mình bị một quả cũng Gingisamen vô sự khác thì rất là nát. Rồi. Công việc tiếp theo là mình sẽ phải lọc các bạn nhé. Ta sẽ lọc cái này. Nóng quá, nóng quá. Rồi, mình sẽ chuyển phần mì sang đây. Rồi, đây là cái phần mì nó còn đang nóng hôi hổi. Mình sẽ cắt cái súp này. Cái súp này thì nó ghi hoàn toàn bằng tiếng Hàn các bạn. More delicious when served warm. Sẽ ngon hơn khi phục vụ nóng. Đại khái là ngon hơn kia nóng. Đây là jajang sọt. Cái tần tiếng Hàn. Cái này nó bắt chúng ta sẽ phải đặt trong nước sôi khoảng 1 phút. Mình nghĩ là không cần đâu. Cái mì nó còn đang còn nóng, mình sẽ cắt cho luôn. Nó có cái khía để cắt này. Ôi, sao cái sốt này là gì nào. Đúng sốt tương đen hẳn cúc luôn. Ngon chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ trộn đi nhá. Đây là cái sốt tương đen này. Úi cha ơi. Bây giờ mình sẽ trộn lên. Nó rất nhiều tương ạ. Mì nó vẫn còn đang nóng bốc khói này. Ngon. Chưa ăn và thấy ngon nghi ngút này. Rồi. Đây là món ăn rất là nổi tiếng ở đất xứ Hàn. Hầu hết các bạn nào xem phim truyền hình Hàn Quốc các bạn đều biết món mì tương đen này. Rất nổi tiếng. Rất là ngon. Ngửi lên mình thấy thơm nức nực nực rồi. Nhưng vẫn phải trộn đều đấy các bạn. Cái sốt này họ cho rất là nhiều đấy. Trộn nó vẫn chưa đều lắm. Chỗ có sốt, chỗ chưa. Rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị ăn nhé. Rồi, để dùng cái nước dùng thì mình lấy cái nước luộc mì này. Khá là ngon các bạn. Mình rất thích uống cái nước luộc mì của cái mì như cái mì Hàn Quốc hay là cái mì trộn như này. Mình sẽ dùng cái trộn này. Đây, mì Gingisamen Hàn Quốc. Đây, trên tay. Đó. Thấy nó mì nó màu lên xì xì không? Ngon lắm. Mùi của nó có mùi nồng nồng của mùi như mùi xì dầu. Ăn thử nào. Thử. Rất giống cái kiểu bún miến trộn của Việt Nam hay bánh đa trộn. Nhưng mà đây nó ngon hơn rất nhiều. Sốt của nó có cái mùi như kiểu mùi đậu tương mà họ ngon lắm. Nó ngọt ngọt, sốt thì rất là ngon, cho mùi tương mà không hề cay một tí nào. Cái sốt này không cay các bạn. Một số loại thì mình ăn trước đây thật sự có rất nhiều mã mình không nhớ hết, nhưng mà một số mã thì nó khá là cay, nhưng mà cái mã Pando này thì nó không cay nhá. Nhiều bạn có hỏi là có đắng không?
nhưng có check lại một số video thì các bạn, một số bạn hỏi khá là nhiều về các loại mì đen. Thực sự thì mì đen không đắng, ăn rất là thơm. Tại vì đặc biệt là cái vụ sốt này này. Hôm nào mình sẽ nghiên cứu làm từ cái sốt tương đen này xem như nào. Tại vì nó quá ngon. Sợi mì của cái mì Pando này thì khá là dai. Thì nấu trong vòng khoảng từ 4 phút đến 5 phút mà vẫn còn rất là dai. Mặc dù ở đây thì nó còn, vẫn còn ấm ấm, nên sợi mì vẫn rất là mềm. Nếu mà nó thích ăn dai có thể trần qua nước lạnh. Sợi mì nó còn dai trong nhất luôn. Sốt rất ngon luôn. Sốt này mình thấy còn lẫn rất nhiều các cái hạt này, bò bạn, bò như kiểu bò xí khô, đây còn những cái này nó mủn ra khá nhiều. Mình thấy cái sốt này rất là đặc biệt, nó rất là đặc, không như cái sốt mì khác. Mì khác thường họ cho rất ít sốt, có nó chỉ bé tầm tầm này thôi, mà Pando nó cho một gói to như này, thật vã. Sốt rất là ngon, không cay nha. Nó ngọt ngọt, bùi bùi, đậm đậm, không mặn, rất là thơm. Bạn nào muốn thích kiểu ăn kiểu miến trộn, bánh đa trộn thì món mì mì trộn Hàn Quốc, Hàn Quốc này thì rất là tuyệt vời. Và mình làm tí cái nước sùng mì này. Ngon. Đã cực kỳ luôn. Ngon lắm. Sốt này nó làm ăn rất là phê luôn. Đây đặc sản người Hàn Quốc. Sốt nó không rất là vừa, không mặn, một chút ngọt ngọt, thanh thanh. Ngon. Mùi tội ăn cái này rất khát nước. Cái này chưa lạnh, ăn món này rất là ngon. Trời hè thì các bạn ăn, mình nhớ là nó có sốt tương đen kiểu lạnh, mì tương đen lạnh. Nó cái bài mình làm thì nó cũng vẫn đặt phiên bản ấm ấm. Tại vì mì lúc mình lấy ra là mì vẫn còn đang nóng. Đây mình thấy ghi hướng dẫn là cái sốt mà các bạn sẽ phải là trần qua nước sôi một chút để cho nó sốt nó ấm lên. Ở đây mình tận dụng luôn cái độ nóng của mì, nhà mình không phải trần qua cái đấy nữa. Ăn một gói cũng khá no bạn, ăn một bát này, một bát nó dùng nữa, càng đét. Mỗi tội mình phải luộc chân mì. Chẳng lẽ mà ở văn phòng thì phải có nồi các bạn, phải có nồi thì mới trần được. Chứ nếu mà mì ăn hướng thì chúng ta chỉ cần đổ nước sôi là ăn thôi. Mình mì này chúng ta sẽ phải vớt, chúng ta phải có lồi với cả có lưới để lọc. Ngọt. Dưới còn rất nhiều sốt này. Tại vì họ cho quá nhiều sốt ấy, thì dưới mì mình ăn gần hết rồi mà sốt vẫn còn. Cái này như kiểu sóng biển ấy. Như sóng biển. Không còn đậu rồi. Cái này nó họ trộn chung nhau đen xì xì rồi. Có cả miếng thịt bò viên nữa.
sông biển. Ngon quá. Và nốt đỗ phí. Rồi như vậy ngày hôm nay chúng ta vừa trải nghiệm mì Pando Diri Ramen. Cảm nhận của mình về gói đặc biệt gói Pando này, nó là cái gói sốt của nó rất là nhiều. Thật sự thì ăn xong mà sốt thường vẫn còn rất là nhiều luôn. Và cảm nhận thì đây là một món mì rất là ngon, đặc trưng của văn hóa Hàn Quốc, mì tương nền trộn. Có điều rằng mình thấy cái gói này thì các bạn có thể trộn thêm cái mì ngoài vào được, tại vì sốt mình thấy ăn xong thừa còn khá nhiều và sốt. Thực sự thì đây là cái size rất là to. Còn đánh giá chung lại thì thực sự đây là một cái mì Pando này, mình nghĩ là một cái sản phẩm rất là phù hợp với các bạn không ăn được cay vẫn muốn thưởng thức các cái món mì tương nền trộn của Hàn Quốc. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe cùng kênh và chờ đón các video tiếp theo, các cái trải nghiệm ăn uống cùng Hà Đóng. Ok, xin chào, nhớ subscribe kênh nha.